Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong video ngày hôm nay. Buổi sáng hôm nay thì mình lên vườn nhé và cùng với cả công nhân nhé sẽ phát cỏ qua ở cái gốc vải các bạn nhé. Đây, cỏ này mình để rất là dày luôn, để mát cỏ ở vườn luôn. Thực ra là mình dùng cái từ là lười, phải dùng cái từ lười nhé, là cứ để nó nguyên si thôi. Thì cũng có nhiều cây nó tốt quá thì mình cũng phát phát qua để những cái chùm, tức là nó gần như nó kín những cái chùm vải, phát ra để cho nó quang gốc, để cho nó chín ở phía dưới, cũng như là để đi lại bẻ biết cho nó dễ. Thì mình cũng chỉ phát qua một chút thôi, chứ cỏ thì đúng là cái gì không cái gì lên bằng cỏ dại các bạn ạ. Đó, thì mời các bạn sẽ cùng mình ngắm vải nhé, ăn vải nhé, và chuẩn bị cho mùa vải 2023 các bạn nhé. Nào, ăn vải nào các bạn ơi. Đó, quả đây, ăn những quả đầu mùa luôn, cực kỳ phê luôn. Đấy, và đại thể là giới thiệu cho các bạn một cái chùm này, xem các bạn biết là cái chùm này bao nhiêu quả. Các bạn thử comment đúng, đếm đoán thử nhé. Đoán đúng thì xong hôm nào mình đội mình sẽ cùng đếm nhé. Và các bạn nào đoán đúng thì có một phần quà luôn này. Các bạn nhìn này, đó là tất cả các bạn đoán đúng ở cái chùm vải này. Đây, mình chỉ tính từ đây. Đây, tính từ cái đây, mình bỏ con dao này xuống nhé. Đây, con dao này, không cầm nữa. Đây, chỉ tính từ cái đầu chặt ba này xuống này. Đây, cái đầu chặt ba nó xuống này. Cho mình bẻ cái cành này đi này, để cho nó thoáng này. Đó, đây. Đây, chỉ tính từ cái chùm này thôi. Bạn nào đoán đúng thì mình sẽ kỷ niệm 20 cân vải tươi và 20 cân vải khô luôn. Đấy, đoán đúng số quả. Chỉ một cái chùm này, đấy không nào. Và tặng luôn một cái chùm này nữa. Đó, đây là mình mời các bạn ăn quả này nhé. Chỗ này là mình còn vặt đi rồi nhé các bạn nhé. Hôm trước mình lên mình vặt bớt đi. Đây, những cuống vặt này các bạn này. Đó, đây, những cuống vặt. Đây, chùm này nó rất là sai, sai như nho luôn ấy. Thì mình đã vặt rồi. Ngon quá các bạn. Nó chua chua, thơm thơm. Đó, đây, cái phía cuối của nó này. Nó như chùm nho ạ. Những chùm dưới đất này các bạn này. Nó sát với mặt đất ấy. Đấy. Thì mình cũng bảo muốn phạt phạt nó qua đi. Để cho cỏ nó có ánh nắng mặt trời thì nó dễ chín hơn nhé. Cỏ nó rất là rộng, rộng thì mình cũng để thôi, mình chẳng làm gì cả. Đó, thì quay trở lại cái chùm này các bạn này. Cái chùm này thì quả nó rất là đều nhau nhé. Quả tương đối là đều, nhưng mà nó nắng lên thì nó rất là dễ cháy. Đấy. Đây. Thả một cái chùm của nó này. Đó. Nó ước chừng khoảng rơi khoảng tầm 3-4 cân các bạn. Đây. Đây. Đó, đây những quả này mình có thể vặt mình. Các bạn cho size số khoảng tầm trên dưới cộng trừ 3 nhé. Đây quả này dụng này. Đấy, trên dưới cộng trừ 3. Đoán đúng cái chùm này nhé. Đó, đây quả. Những quả này thì tính màu thôi nhá. Quả kẹ này, các bạn nhìn này. Quả này thì tính màu thôi nhá. Đây quả nhỏ này không tính đâu. Đấy, chỉ tính quả một thôi. Quả to đều này thôi. Đó. Đấy, chưa kể cả những cái chùm phía bên kia nó như chùm nho luôn nhé. Lại bạn nào đếm đoán đúng nhé, cộng trừ 3 cái chùm này nhé, tặng luôn 20 cân vải tươi, 20 cân vải khô trong cái vụ vải 2023 này luôn nhé các bạn nhé. Đó, đây, mình mời các bạn quay qua một vòng nữa này. Đó, rồi đi xuống phía dưới này nhé. Ui, đây nó rộng quá các bạn ạ, rộng tùm luôn. Đây, chùm này là chùm vải thiều chính vụ đấy các bạn. Vải thiều chính vụ tầm này ăn rất là ngon. Mình mời các bạn ăn thử luôn nhé. Đó. Đây, nó đóng cùi. Đóng cùi nó lớn cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Thời điểm nó bắt đầu nó vàng cỏ, nó kín cùi cái là tầm này lớn quả nó sẽ rất là lớn nhé. Còn thời điểm này quả nó mới đang trắng quả như này thì nó tương đối là nhỏ thôi. Nhưng có một cái vấn đề là nó may rất nhiều chàm này các bạn nhìn này. Đây. Quả mình ăn này cũng là chàm nhé. Quả này chàm này các bạn này. Rồi. Chàm này. Đây là quả chàm ít nhé. Nhiều chùm, nhiều vườn chùm nó xanh lẹt luôn. Mà chàm là hỏng rồi. Mặc áo chàm giống như đội mình cứ hay chia sẻ là bà con dân tộc người vùng cao đấy. Mặc áo chàm đấy các bạn. Mà chàm thì buồn lắm. Đó. Đây, phía dưới này nó rộng quá. Đấy, dưới kia mình đang thuê hai người, nó đang phạt phía dưới.
Đấy. Phạt lùng quanh thôi chứ cũng không gọi là để cho nó thoáng thoáng cây ra thôi. Ra góc vườn đây mình giới thiệu các bạn là cái hai cái cây vải thiều không hạt nhé, mình vừa trồng cái vụ vừa rồi đây. Đó. Đây, chỗ này khu này nó um tùm luôn các bạn ạ. Ở cái góc vườn này trước đây nó là cái cây cam các bạn ạ. Đây. Đây. Đấy, đây là cây à đây xin lỗi là cây bưởi da xanh mình chặt đi. Nó xong mình nó đơ ấy. Đây như cây này mình chặt nhé. Da xanh da vàng giờ đơ hết rồi. Thực ra là đây gốc nó to lắm các bạn ạ. Trồng cũng được 7 năm rồi đấy. Đây. Đấy. Giờ chặt hết đi. Chứ nó ăn ướm hết đất mà chả giải quyết cái gì cả. Ô, lại đè vào cây vải của mình. Cũng trước là cũng ý tưởng là chặt hết vải trồng da xanh nhưng mà thực ra nếu trồng hết vải chặt hết vải mà trồng da xanh thì quá là kinh điển luôn. Vì da xanh đến thời điểm này thì nó vàng hết rồi các bạn ạ, nó hỏng hết rồi. Đấy còn bây giờ trở lại hai cây vải không hạt đấy các bạn. Đấy, nó mình trồng từ đầu vụ rồi, nếu các bạn xem video các bạn thấy. Đây, nhưng nó còn chưa lên được lớp lọc nào này. Đó, và cỏ kiếp nó ăn kín luôn. Đây, những thứ như thế này. Kinh nhau. Đây, và đây có một quả. Nhưng mà nó chẳng thấy lớn gì cả. Cây gần như không phát triển được ấy các bạn ạ. Đây, cây cằn lắm. Mình cũng bón phân nhé. Bón phân tưới nước nhưng mà không lên được. Và quả, có một quả và muốn xem có quả thử. Vì lúc mà mình mua là cây nó, mình trồng lúc là cái cây nó đang đang hoa các bạn nhé, đang hoa nhưng giờ cây này thì không còn quả nào, thì cảm giác lá nó còn xanh hơn trên lá cây kia nó vàng lắm, chắc để được ăn thì cũng phải tầm 10 năm nữa các bạn ạ, được quả ăn. Có phải thế không? Hay là sang năm có thôi, các bạn comment lên nhé. Đấy, chưa thấy lọc, chưa thấy lá gì cả, đây cảm giác có nhu nhu muốn có lớp lọc rồi này, đó. Dưới đất thì còn phải chống lên đấy các bạn, phải lấy cây chống lên nhé. Đây là nếu mà đợt tới nó đây nó chạm mắt sát mặt đất luôn này các bạn này, đó còn phải lấy những cái cây cây ràng cây tre cây trúc kìa chống lên nhé, không là nó to là nó nằm dưới đất luôn đấy. Này quả đến thời điểm này nó cũng chưa chưa chín, vẫn còn đang trắng trắng quả thôi. Đó đây, những cái chùm này. Đấy, như này mình muốn phát phát qua ở phía dưới này thôi, phát phát qua ở dưới này. Ví dụ như cái chùm này các bạn này, phát qua cho nó hở ra này. Đó đây các bạn thấy cái phát để cho nó hở cái chùm ra đấy, để cho ánh nắng vào để nó chín nó đều thế thôi, còn cỏ dưới này gốc nó vẫn nguyên nhé. Đó. Trong các quả này thì có quả này nó kẹ nhất này các bạn này. Quả này kẹ nhất thì mình có thể vặt bỏ đi này. Để khi nào nó chín nhá thì gai nó sẽ lì hết ra. Nó sẽ lì hết ra và nó đỏ, gọi là đỏ căng quả ra. Đó thì sẽ được nhé. Còn tầm này thì rồi mình đang dự đoán khoảng tầm 15 ngày nữa thì sẽ được bán quả này này. 15 20 ngày nữa nhé. Đi lên vườn vải thì có thích không các bạn? Đi ra vườn vải thì thích không? Nó cây này nó ẻ hết rồi, nhưng cây này muốn gãy này. Đấy, đây nó gãy nó tán nó kéo xuống phía dưới này. Đó. Đặc biệt là có những quả nấc nhé các bạn nhé. Đây nó cũng có quả nấc này. Những quả nấc này các bạn mà ngắt được đi thì nó sẽ không ảnh hưởng đến quả còn lại. Ừ, đây, đó, quả nó căng quá các bạn ạ. Đấy, nó căng quá này, nó nứt hết ra. Đấy. Thì đương nhiên rồi. Nó căng như thế này thì nó vỡ quả thì nó sẽ chảy nước vào những cái quả còn lại. Các bạn mà ngắt được đi thì nó sẽ không ảnh hưởng cả chùm nhé, không là nó thối cả chùm luôn đấy. Đó, đây cái chùm này nó cũng dạng chắc cái chùm này cũng phải chống lên thôi chứ không là gãy cả chùm luôn này, gãy cả cành luôn này các bạn này. Đó, nặng không? Những cái quả nó kẹ kẹ này các bạn vặt bớt đi này. Để nó sau bán cũng phải vặt đi các bạn ạ, nó không giải quyết gì cả đâu. Đấy.
còn quả đều đều nhau thì ok nhé. Còn quả như quả này quả kẹ hơn này, vặt đi này. Vặt được thì tốt. Vải nó len vào lối đi được các bạn. Đó, mình phải đi phải đấy. Chui qua kẽ vải nhé. Đó. Đây. Nó nhiều quả nứt quá cái đợt vừa rồi các bạn ạ. Đây. Nó nứt tương đối nhiều nhé. Mình cũng chỉ phạt phạt qua một chút thôi các bạn. Lát nữa mình sẽ mời các bạn đi thăm một cái mấy cây vải như ông chú, gọi là đồi vải như ông chú nhé. Toàn nho là nho thôi các bạn ạ. Sai lắm, sai kinh điển luôn đấy. Mời các bạn. Và nó rất là đẹp luôn. Vậy thì nho thế nào thì xin mời các bạn nhé. Lát sẽ cùng mình đi. Vâng, quá đẹp luôn đấy. Đây các bạn này, đây chùm nho nhà vườn nhà ông chú mình này, ông chú họ mình nhá. Đó, đây mình vải nó ngọt thôi nhưng mà nó đã chuẩn bị chín này, đã đỏ các bạn nhìn thấy, vải thiều chính vụ đấy. Hay là vải tiến vua đấy. Thì vâng, để cháu ngắm một ít dàn nho đã. Thì có một bác cũng comment là dạo xưa 20 năm trước ăn quả vải hạt nó nhỏ và nó ngọt lắm. Thì đây chính là loại vải này đây các bác nhá. Đó. Vải thì ở Lục Ngạn có rất nhiều loại vải. Ví dụ đầu tiên chín sớm nhất là u thâm, u dây tháng 3, u trứng, u hồng đấy, các loại u. Tóm lại là hay gọi là u lai đấy. Thì nó chín sớm, quả nó chua, hạt nó to, nó ngọt. Rồi xong đến thời điểm này thì lại có ghép vào thanh hà hay gọi là tàu lai, tàu phấn đấy. Thì hạt nó cũng vẫn to và độ ngọt của nó cũng sẽ ít. Nhưng cái loại này này các bạn này thì quả to tròn, giống như là hạt to, cùi nhỏ, mỏng vỏ. À gọi là có gì nhỉ? Quả to này, quả to nhé, hạt nhỏ, mỏng vỏ, cùi dày. Đấy, nó rất là ngọt. Đó chính là cái loại vải này các bạn ạ. Thôi giờ mình mời các bạn sẽ lên vườn nhé. Đây. Chú mình là một cái đồi các bạn ấy. Đồi cái rất là cao luôn. Ở phía trên ấy thì ở khoảng giữa này thì lại kém quả này. Ở rìa thì được cái rìa ra khoe ra đường này quả như nho luôn. Đấy, và đến thời điểm này thì nó cũng đã đỏ mép rồi. Tức là nó tròn hết, nó chín hết cả quả ấy. Các bạn nhìn thấy không? Nó đỏ hết, hồng hết cả quả. Tuy nhiên là để nó to, nó căng lên thì còn phải tầm 10 ngày nữa đến một nửa tháng nữa nhé. Đây cái quả này, bây giờ nó vẫn nhỏ nhỏ bằng ngón chân cái thôi. Đó, vải thiều chính vụ đấy. Các bác mà muốn ăn vải thiều chính vụ thì cũng chỉ tầm nửa tháng đến 10 ngày đến nửa tháng nữa thôi là được chén rồi. Là chín gọi là rực rỡ luôn rồi. Đấy các bạn nhìn. Đó, một chút chàm thôi, nhìn nó hơi tối các bạn ạ. Đó, đây, nhìn này nó hơi nó sáng này, nó hồng này. View đến thời điểm này gọi là ngút tầm mắt về vải các bạn ạ. Chỉ có đồi vải thôi. Vì vải nó cũng chưa chín đỏ lắm ấy. Thế nhưng mà nhìn cũng đã thấy rất là rõ rồi các bạn nhé. Đây mình mời các bạn sẽ zoom lại này. Đó, đây, những đồi vải đây. Đó, nhìn nó xa nó không được rõ lắm thôi. Nhưng mà nói chung là đã thấy màu đỏ lắm rồi. Và mùi hương thơm của vải rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cái chùm này thì nó đang trắng quả này. Cái tốc độ trắng quả của nó nhanh thật các bạn ạ. Và nó sẽ chín rất là nhanh nhé. Các bạn nhìn thấy chùm nho hay chùm vải các bạn. Đó, đang đi ở dưới đường luôn các bạn nhé. Đang đi ở rìa đường luôn này. Đó, toàn bộ là rìa đường hết. Các bạn lên cho bạn chỉ so tay vào cái là ăn được vải luôn thôi. Tuyệt vời không? Cái này thì đích thị là nho rồi các bạn ạ. Đây là nho đột biến gen rồi. Nho ghép lai vải rồi các bạn ạ. Đó, đây. Các bạn nhìn thấy chùm chưa? Đó, phía trên này nữa này. Đó, đây nữa. Đấy, cái giống này là giống nho Úc ấy các bạn. Quả nó như nó vẫn đang nhỏ và nó đã hồng rồi và yên tâm chờ nó còn chờ lớn nữa nhé. Những cái chùm của nó hàng cân hàng vài cân một này các bạn nhìn này, không đẹp không, tuyệt vời không. Đó, quá là mỹ mãn luôn. Đấy, như vậy hôm nay mình giới thiệu với các bạn gọi là vải nhé, chuẩn bị chín nhé và có cả chùm vải như nho luôn đấy các bạn ạ. Đấy, vải ngọt, vải thiều chính vụ nhé, vải thiều tiến vua nhé. Mình xin nhắc lại là vải thiều Lục Ngạn quả to, mỏng vỏ, hạt nhỏ, cùi dày, chất lượng cực kỳ thơm ngon, cực kỳ tuyệt vời. Và mình xin khẳng định luôn là đứng số 1 Việt Nam luôn. Vải này cả thắng cả Trung Quốc luôn, tức là vải Trung Quốc nó không ngọt bằng vải mình và không ngon, không thơm bằng vải mình luôn các bạn nhé. Đó, chất lượng nó tuyệt vời lắm và đây chính là số 1. Đó.
Lại chi đấy các bạn, lại chi vải tiên vua. Đấy, thì xin cảm ơn và xin mời các bạn chuẩn bị đón vụ vải thiều lục ngạn mùa 2023. Đấy, các bạn trên mọi miền tổ quốc muốn ăn vải thiều lục ngạn chính hiệu, chính gốc, chính đồi, chính vườn quê mình đây thì các bạn comment hoặc các bạn có thể điện thoại cho mình theo số điện thoại 0368052750. Đấy, mình gửi đến cho tất cả các bạn trên mọi miền tổ quốc vải thiều tươi khô nhé, vải thiều tươi, đây là những quả thiều tươi và quả vải thiều sấy khô nữa, mang thương hiệu núi đồi lục ngạn các bạn ạ, đảm bảo tiêu chuẩn số 1, ngon thượng hạng. Đấy, thì xin cảm ơn và xin chào và gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.